chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây đua TMP Angel VIP. Mình đọc theo sự dưới dạy của chị Google Translate. Nên có gì sai sai thì anh em hãy lượng thứ bỏ qua cho mình. Cây này thì có hai chế độ bắn. Và chế độ thứ hai thì bắn chùm, nó bắn ở mấy. Phải gọi là kết thúc zoom bay trong vòng một nốt nhạc. Tại vì khi mà các bạn cầm vào chế độ này, nó nâng down lên nữa nên nó rất là mạnh. Chứ bình thường thì nó cũng rất là mạnh rồi. Khổ cái là nó xả đạn tốc độ bàn thờ nên rất là nhanh hết đạn. Úi dồi ôi, tôi xin lỗi bạn nhá, tại vì bạn không để ý phía sau thôi. Chém nhau một phát thôi, lạ tiến nhau lên TV rồi. Ô, thật tội bạn lắm ghê cơ. Lại đây. Ơ, mới thấy con zombie vào đây. Thằng kia nó nút nhanh nhở. Cầm MG bắn ghê quá bạn ơi. Rồi, này thì nguy hiểm này. Lại nguy hiểm với chúng tôi. Phải diệt, khẩn thiết giết nó. Rồi, hay quá. Đây, 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 đây bạn ơi. Úi dồi ôi. Đây, đây, đây. Đấy, cái đỉnh mới. Ba phát rồi này. Holy shit. Đùa bố à. Thằng này phải gọi là không phải là tia chớp nữa. Bạn ấy đã trở thành một con bò. Và bây giờ bạn ấy trở thành bò lạc rồi. Ba phát không chết. Tao trộm mày quá cơ. Ôi sao không trúng cái này. Ba phát không chết thì bạn đúng là hack rồi. Cái định mệnh. Tắt hack đi. Chơi zombie là hack ức chế lắm đấy. Rồi hôm nay thì mình có mang theo quả bom. À chết nhầm. Bánh trung thu. Đây là sự khác biệt giữa bánh trung thu của game trong game và trung thu giữa ngoài đời. Rồi trong game thì không ăn được, nhét vào mồm thì nó toát mồm ngay. Đấy. Rồi té 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 cái gì đấy, mình thấy bạn rồi, bạn hối hám quá cơ, biết bạn là con bịch tuộc hàng fake rồi, tao sợ mày quá. Rồi té nhanh thôi, mình mất giáp rồi. Các bạn ơi, ra sau này chúng ta lại. Rồi lại đây, lại đây. Úi dồi ôi. Ghê thế, lại toàn tia chớp. Rồi bây giờ tia chớp ném bom nó. Úi dồi ôi, biến ngay cho nó chắc chuyện. Bây giờ tia chớp ném bom nó có tác dụng đấy nhá. Úi dồi ôi. Thôi các bạn ơi, đông quá. Nhảy xuống nào. Ơ nhảy xuống lâu ấy nhở. Mình cứ tưởng là nó nhảy ngay cơ. Chậm quá. Úi dồi ôi. Một đồi thông lắm mồ. Úi, kinh vãi cả đồi. Kinh vãi cả đồi. Lại đây, lại đây. Úi dồi anh ơi. Hay quá. Mình có bút thêm nhiều cái gì đấy, cái nhiều, rất nhiều thuộc tính. Y một dãy PT luôn. Cái này khi mà bút tận nhiều như thế thì phải gọi là bá đạo rồi. Một tận 110 kill kìa. What the ơi, không thể tin vào mắt mình. Mình không thể tin được là mình có thể săn được một trận đến 110 kill. Chắc chắn mình sẽ có clip và bút kill trong chế độ này. Hay lắm. Có biết trận này mình lên được 500 kill không? Mình sợ khoai lắm. Mình tính mang vào đây săn zombie chơi chơi thôi, không nghĩ là bút nhiều thế này. Đấy, nãy mình cận chiến mà. Chứ còn bút kill thì mình sẽ không cận chiến đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ không cận chiến nữa. Con này trâu quá. Anh em cũng thấy rồi, nó phải gọi là trâu như một con bò. Vượt color. Bảo sao mình cận chiến được. Úi dồi, 1000 đam kìa. Ghê vãi. Ôi chết hết được kìa. Đen cho các bạn rồi. Úi dồi, cái định mệnh đâu nữa. Tính bút kill thôi mà. Tham quá, trận lúc nãy mình tham ghê. Đầu sắt 1 VL thần tốc, hay quá. Chúng ta lại hiếp thôi. Chiến binh ơi, đứng lại. Này thì chạy đâu. Chạy đâu bạn ơi, đường nào cho bạn thoát. Mắc rồi, mắc rồi. Mắc rồi vẫn thoát ra được. Hên thế. Số ấy, người đi săn lại hên. Nó mắc ngay cái lỗ đấy rồi nó vẫn ra được. Chờ Hunter lên. Tớ đâu rồi? Đừng nói là tớ chết đấy nhá. Nhưng không sao. Chế độ zombie boost, thằng nào cũng mày hết cả thôi. Tao sợ mày quá. Xong rồi thằng này gần chết rồi này. Đường nào? Đường nào? Tao sợ mày quá đấy. Cứ tưởng là cân tim như mình lúc nãy. Nhưng không hề. Bạn ấy là phải nằm xuống rồi. Thôi không cân được đâu. Khổ quá cơ. Thôi dòng rồi. Này thì ảo tưởng sức mạnh này. Cứ tưởng là cân được tim như trận lúc nãy mình làm. Ai dè sấp mặt cả hai. Rồi chúng ta sẽ lên đây. Không biết là đi phương hướng nào đây. Cái bánh này dị vãi anh em ạ.
liếm vào là cứ xác định là toác mồm thôi. Rồi hay quá, hay quá, may mà mình không làm giữa bay. Trận này mình làm giữa bay nữa thì đen hết chỗ nói. Rồi lại đây, tao lại sợ mày quá cái bật chế độ sấy chùm lên, nó phải gọi là súng bắn bò anh em ạ, nó mạnh lắm. Đấy, chỉ cần vài phát thôi, con zumba đã là của mình rồi. Nhưng khổ cái là đạn nó ra nhanh lắm, nó ra nhanh hết đạn. Nhưng không sao, chúng ta cần kill nhiều nên đạn nó ra nhanh thì càng tốt thôi. Úi rồi, ghê quá cơ. Bây giờ lại đua TMV bắn chùm, tê meo nào. Súng SMG mệnh thế này thì bảo con zombie nào nó sống cho được. Và bây giờ thì zombie ít rồi, ít zombie rồi. Rồi bạn tơ bạn ấy đã bất lực khi mà thấy những thanh niên chiến binh thẩm du. Bất lực rồi hả tơ ơi, đấy cứ lượn vào mồm nó mà nó không ăn được. Úi dồi ôi, cháy đấm mồm kìa, cứ 1000 tiết thôi, không nhiều. Đấy, cái này chỉ có đam 240 ấy nhá. Khi mà chúng ta ở cuối trận thì zombie nhiều thì sẽ nhiều hơn. Đấy, đam sẽ hơn 1000. Mình nghĩ là có khi đến 1500 đấy. Thật chứ chả chơi. Rồi, gì đấy. Đấy, thanh niên đấy lại bật hết cào xa rồi. Tay dài vờ lờ. Rồi, cút ra để cho thanh niên to thể hiện. Rồi, tơ ngáo đá quá. Ôi, zombie đâu hết rồi nhở. Hai thằng kia cũng vừa phê đá xong, hàng phê gì đá, phê cần, cần fake. Mấy khi nhìn lại phê cần fake nữa rồi. Đúng rồi, miễn dịch, vãi cả miễn dịch. Này đi, wow, cái đít mới, hồi máu kìa. Cái đạn này, đèn thế, bắn một tí thôi mấy đạn rồi, cố lên. Cố lên. Cố lên lại đây hiến đạn, hiến kill cho tụi mình. Lại đây, mình boost kill nào. Thơm quá, thơm quá. Úi rồi, bạn ơi, nắp cái gì? Hay lắm DM. Hết giờ rồi. Úi trời ơi. Ơ thằng này bất lực luôn này, cho đứng yên luôn ạ. AFK thôi. Cái phòng cỡ này mà, chúng ta sẽ cùng mong muốn trận sau nhiều thương bài hơn. Để chúng ta sẽ sấy đạn ở mồm chúng nó nhiều hơn một tí. Thế meo nào. Cơ mà dương bay cũng ít nhưng không hiểu sao mình nhanh hết đạn nhở. Không thể tin được. Hay lắm. Rồi đen cho bạn rồi. Sorry. Cuộc tình dù đúng dù sai nhưng thằng admin luôn luôn là đánh háng. Rồi hay lắm, sau lưng kìa. Sau lưng. Hay thế. Lướt qua người nó không biết nó ở phương nào. Phải cả dương bay. Úi dồi, nấp cái mắm gì. Cút ra, thẩm du nó cũng vừa phải phải thôi. Cái đi mọi, zombie đã ít rồi, còn lên thẩm du nữa. Rồi nó rời đồ chơi, khắm thế hả rời. Zombie mà ít như thế này thì xoắn lắm. Đấy, có thằng nấp phía sau kìa. Nó chờ tụi mình vào cận chiến là nó chơi ngay. Đấy, tụi mình không ngu đâu. Ngu gì. Vào hiến mạng các bạn à. Ủa, yếu rồi, còn nhây. Sau lưng kìa. Sao được tơ AFK nhở? Cái định mệnh được tơ. Rồi tơ di chuyển rồi, thằng này mới chết lâm sàng thôi. Ơ, phòng này ít zombie anh nhở? Anh em đâu? Xuống đi! Zombie ít rồi. Thẩm du như thế thì bố thằng nào chịu được. Rồi thôi xong rồi, thôi xong rồi. Chết đi một lúc này. Rồi chết. Chết nhá. Bye bye các bạn. Cái tội thẩm du thì nó phải chết thế thôi. Đấy, cái đấy gọi là người ta gọi là do ăn ở đấy. Do ăn ở cả thôi. Lại đây nào, úi dồi ôi, y một bầy. Rồi hiếp thằng đấy đi. Úi dồi ôi. Ui, nhấp nháy này, nhấp nháy. Cái địt mệnh. Mất giáp rồi, thằng kia nó chạy luôn ạ. Cạn lời, úi dồi. Cái gì đấy. Úi dồi ôi, hết cả hồn. Các bạn ơi, bình tĩnh. Bình tĩnh, tự tin khoe cá tính. Ôi, may quá. Im một bầy. Thế mà mình vẫn thoát được. Không hiểu luôn. Rồi, tụi em mệnh phết. Thôi té ra sau này. Úi dồi, thôi, cho mình ra cái nào. Bạn ơi, bình tĩnh. Úi dồi, biến luôn đi. Rồi, cứ tưởng nó lao vào người. Ai dè là cây TMP mình nó mệnh vờ cờ lờ.
biết phải làm sao. Tao sợ chúng mày quá đấy. Tao sợ chúng mày. Úi dồi, 16 kill rồi. Sớm thế. Các bạn bình tĩnh thôi, hiến nhiều kill cho mình tí. Mình bút lên 4-5 kill nè. Một trận làm giúp bay nên chỉ có 4-5 kill là cao lắm. Cao lắm rồi. Ôi thay đạn này. Thay đạn này. Úi dồi, lại đây bạn ơi. Tất cả bơi hết vào đây. Ôi xong rồi, thằng kia nốt thằng tơ. Đèn thế. Từ áo, từ áo. Hàng của mình. Úi dồi, được 20 kill ạ. Cắm thế à rồi. Chỉ có 20 kill thôi, nhưng cũng ok rồi. Cuộc tình dù đúng dù sai, nhưng mấy thằng zombie luôn luôn là bị sâm mặt. Chế độ zombie này mà biết chơi một tí thì zombie nó cũng bà lắm. Nhưng tại anh em ấy quá. Làm zombie mà tụi kia nó thẩm du kinh thế mà. Biết phải làm sao. Rồi cây bánh trung thu cũng dị. Ném ra toàn nhân hạt sen với lại các kiểu rơi tung tóe. Cờ lờ. Đồ ăn mà nó làm như này thì chết. Mất hình ảnh bánh trung thu. Con ném mà nổ thế kia thì mất hình ảnh không ăn được. Rồi sau đây bảo sao anh em San Zubai sau này gặp bánh trung thu cứ sợ là nó nổ toát mồm thì không ăn. Úi rồi, từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Xem nào. Thằng nào chát cái tiếng gì mà tiếng Ả Rập Xê Út hay sao không hiểu cái gì đấy kia. Úi rồi, đàm nó có lên vùn vùn. Cứ hồi máu lại đi. Rồi bom này. Úi rồi, biến à. Ừ, cận chiến này. Từ từ nào. Úi rồi. Cái thằng này thắm thế à rồi, nó chơi lừa tình nữa. Tớ cứ tưởng là nó cho mình chém cơ. Thế mèo nào. Không thì bất tỉnh lâm sàng đi. Để mình... Úi dồi. Vãi cả ném bom kìa. VL. Đấy. Bây giờ bom bên này nó có tác dụng rồi ấy. Chứ phiên bản cũ thì nó chưa có. Rồi khá là hay. Mình rất thích điều này. 3559 kill rồi. Cố lên. Trận này do bay ít VL. Trời ơi, bút kill thôi mà. À, dưới này một bé. Rồi bé hủy diệt. Bé ấy không biết tại sao lại đứng trong này quay tay. Úi dồi, cái điện mọi. Hết cả hồn nè. Nó đã kịp mà lấy nốt cái băng cô tích bảo vệ của mình rồi. Khắm thế nào rồi. Lại đây. Tao sợ chúng mày quá đấy. Úi dồi, có cái điện mẫy hết đạn này. Đùa. Ấn cái nút bắn không ấn. Ấn cái nút bắn. Thằng này máu trâu nhỉ. Máy rớt xuống thấy nhấp nháy rồi. Bắn hoài không chết. Lại đây. Úi dồi, gần hết đạn rồi. Không biết được 4-5 kill không. Anh em đâu, lại đây nào. Úi dồi, cắm thế. Đâu rồi. Này thì nguy hiểm này. Ôi đạn VL mới bắn được vài phát thôi là hết đạn rồi. Ôi, hòm tiếp tế bằng đạn thế này. Khắm thế. Ôi mình sẽ kết thúc clip tại đây. Chỉ có 3597 kill thôi. Trận cuối nát quá. Bye bye tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau. Bye bye.